Cô ở đâu cô? Cần Giuộc. Cần Giuộc hả? Dạ. Ừ, hôm nay là lên là định tìm hiểu muốn luôn hả? Dạ. Dạ. Chỉ có 7 ghế chính giữa vậy cô có thể đi lòn đường chính giữa xuống dưới luôn. Và ghế này cô nâng hạ thoải mái luôn. Đi đường xa mà mệt mỏi hay là này kia quể quải hạ xuống rồi buổi tối mà trời lạnh quá mới lạnh. Lạnh quá thì mang theo cái mền hạ xuống về đắp mền cái gối ôm nữa là ngủ. Về tới nhà đi tới nơi về tới chốn luôn. Mẹ cô TikTok mà thấy chú mắt anh ấy chỉnh giới thiệu dạ. Với con. Mới đi dặn vậy. Cái dòng này nó bảo dưỡng nó cũng dễ, nó mua về là yên tâm. Cứ chạy thử đi xem coi là em nó thích không đã. Dạ. Coi là cái mẫu xe kiểu xe này có hợp không đã. Đó quan trọng bây giờ lên sẵn coi rồi cô trải nghiệm cô chạy thử đi. Nói em lên chạy thử, lái thử rồi coi máy móc. Được dạ. Có người bên con có lên người bên con chị. Đi cùng. Dạ. Dạ, không có gì hết. Ví dụ thường lần đầu gia đình mình mua xe mình tìm hiểu xe thì mình có thể tìm hiểu những cái dòng mà thương hiệu đó giờ đang được người dân mình ưa chuộng nè cô. Toyota, Kia hay là Hyundai gì đó. Ít hư mà sửa chữa dễ, kèm theo đó đi nhiên liệu tiết kiệm cho phép nữa. Cho dù nắng cỡ nào nắng ha mà khách hàng cứ lên xem xe là em vui rồi. Cô chủ ở kia không phải? Ở dưới Long An ha, lên xem xe nói chung là chưa biết là mua hay không nhưng mà cứ chạy thử thoải mái. Cái quan trọng nhất là mình có hợp hay không, còn bên em là lúc nào phải phục vụ thoải mái luôn, miễn sao là anh chị thấy vui là được. Khi mà anh chị lên á là mình phải xem thử coi là cái xe mình mua như vậy nó có chính xác, có hợp với gia đình mình không thì mình mới quyết định được ha anh chị ha. Tại cái số tiền mình bỏ ra cũng rất là lớn chứ không phải là ít, và đâu phải là kiếm một số tiền là nó đơn giản đâu, cho nên mình phải lựa chọn cho kỹ vô nha anh chị. Anh chị nào muốn chạy dịch vụ á có thể là chọn cái dòng này. Xe này thì máy có 1.4 thôi cho nên là mức tiêu hao chỉ có khoảng là tầm 5,5 lít cho đến 6 lít, nếu mà anh chị đi đủ luôn khoảng chừng là 7 lít trên 100 cây thôi. Trên em rất là nhiều xe để cho anh chị mình trải nghiệm, cứ ghé em là sẽ có xe. Trục trặc vấn đề gì anh chị cứ alo bên em sẽ coi như hỗ trợ hết mình cho anh chị đó. Xe nào cũng vậy, trước khi mà mang lên bán, mang ra quay cho khách hàng mà khách hàng chạy thì cũng phải có đội ngũ kiểm tra. Kiểm tra sơn sau đó là gầm bể máy móc tất cả mọi thứ đó, đến khi mà đến tay của anh chị là phải một chiếc xe tuyệt vời, để không có phải là tốn thêm 1.000 nào để phải sửa chữa hay là gì hết. Còn nếu mà trong thời gian mà anh chị đi á nó trục trặc vấn đề gì anh chị cứ alo bên em, bên em sẽ coi như hỗ trợ hết mình cho anh chị. Lâu lâu cái anh đó đi vòng vòng kiểm tra nó cứ kêu là nâng lên phải cho anh xem để anh coi thử coi là anh em làm có đúng hay không đó. Anh chị nào mà cứ lên xem xe ha là em cũng cứ sẽ nâng gầm lên vậy cho anh chị mình xem. Xe phải cứ phải nâng gầm lên vậy, đời cao đời thấp gì không quan trọng hết, mình phải kiểm tra hết từ ô tinh thước lái máy móc coi xì nhớt không, và đặc biệt là phải thay nhớt nha. Khi mà anh chị lên xem xe là bên em là coi như là thay nhớt mới hoàn toàn luôn. Còn vỏ xe là cũng phải là đạt tiêu chuẩn nha anh chị. Mấy cái vỏ xe này cũng rất là quan trọng nha anh chị. Gia đình mình đi rất là quan trọng. Nó sơ xuất là nó nổ vỏ cũng rất là nguy hiểm, nên là phải kiểm tra. Theo 5 tháng thời gian thì nó chỉ có là xấu thôi, chứ còn dơ thôi, chứ còn thật sự là nó không có mục. Tiếp tục là đến cái phần kiểm tra máy à, và xem xung quanh sùng chỉ như thế nào. Vậy ha. Này, ốc này chưa có dấu tháo luôn. Cabo là nguyên bản anh nè. Ốc này là nguyên rồi. Không biết nữa, tại sao mà nó cạy ra không biết nó làm gì vậy? Một là độ đèn lên, hai là nó phục hồi cái gì vậy? Bên dưới nước còn, vô nước. Bên này thì còn nguyên. Bên này chắc là nhiều khi nước nó vô
khi nước nó vô đâm ra là nó cạy ra, nó phục hồi lại. Xe này nước sơn là nó sơn lại cũng khá là nhiều, chỉ còn khu vực ở trên mui thôi, mui thôi, còn xung quanh là đều sơn rồi hết. Nước sơn nó cũng đẹp. Nhìn bên trong này, nhìn cái vô lăng, vô đô là 121.000 xe số tự động. Cái nội thất xe này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nó là một dòng xe 7 chỗ luôn. Cái xe này nếu mà anh chị nào lấy chắc là cũng phải kêu nhân viên cho lên một cái màn hình, tặng cho anh chị cái màn hình. Cái chất xe anh chị nhìn ha, đi nhiều hay đi ít là anh chị nhìn là biết liền. Kêu chị đây nguyên bản. Kèo chị đây là nguyên hơn nha. Nước sơn bên trong này là nước sơn zin, chỉ có nước sơn bên ngoài á, tại vì xài thời gian hay cảm thấy giác là nó xấu, người ta dậm mà nó cũng không đều, cho nên là khi mà về đến em cũng vậy luôn. Nếu mà không thích là em vẫn cho là sơn một nước lại cho đẹp luôn, tại miếng nước sơn cũng bao nhiêu tiền hết mà xài. Nếu mà sơn kỹ anh chị xài cũng 3-4 năm chưa ăn thua gì hết. 7 chỗ, nhưng mà riêng cái dòng này nó dở á, vậy biết sao, cái ghế hàng ghế phía sau này. Đây là Suzuki Ertiga. Đây là chiếc xe phong cũ nha. Ghế hàng ghế này rất là chật. Cái này chủ yếu là chứa đồ là chính thôi. Đó. Còn lâu lâu kẹt quá mình đi mình để thôi. Còn dàn lạnh thì nó vẫn là hai dàn. Nhưng cái đinh tán bon này là nó nguyên hết rồi. Nó nguyên bản hết rồi. Ốc cốp này cũng không có dấu tháo nè. Đó, anh chị mình cứ lên xem xe ha, mình cứ test thử thoải mái và sau đó là bên em sẽ nâng gầm lên. Thứ hai là cũng cam kết rõ ràng với anh chị, xe mà nó sùng chị nó có nó bị chạy lại hay khúc nào thì bên em cũng thông báo với anh chị luôn, để hợp với là mình thích thì mình lấy thôi, cảm thấy là hợp với túi tiền. Này như cái cánh này vậy ha, xe này thì được sản xuất là năm 2017 nha anh chị, 2017 số tự động, và giá thì bên em bán là 325 triệu. Là anh chị sẽ có một chiếc xe đời 2017 Ertiga ha, xe không lỗi, đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2026. Anh chị nào có muốn chạy dịch vụ á, thì cũng có thể là chọn cái dòng này. Tại vì cái dòng này á, thì mức tiêu hao nhiên liệu á, cũng rất là thấp thôi. Xe này thì máy có 1.4 thôi, cho nên là mức tiêu hao chỉ có khoảng là đâu đó là tầm 5 lít rưỡi cho đến 6 lít. Nếu mà anh chị đi đủ luôn khoảng chừng là 7 lít trên 100 cây thôi. Nha. Nhưng mà máy lạnh thì ok, tay lái trợ lực nhẹ nhàng. Đó, anh chị nào mà yêu mến ha, thích những cái dòng xe này thì có thể là liên hệ. Xe thì nó không đầy đủ chức năng đấy. Chuyến lên xuống hoạt động ok hết. Tất cả xe nào phải về là phải kiểm tra qua một cái khâu kiểm tra gay gắt hết, cho nên là anh chị yên tâm ha. Đó, anh chị nào mà yêu mến ha, thì hãy liên hệ cho bên em. Còn không thì anh chị cứ tới trực tiếp ha. Có thể là mình không tới mình xem, mình tham khảo dòng này, nhưng mà mình có những cái dòng khác mà nó cảm thấy ok hơn, thích hơn, chạy sướng hơn, rộng rãi hơn thì có thể là mình lựa chọn. Tại vì trên em rất là nhiều xe để cho anh chị mình trải nghiệm, cho nên là anh chị mình cứ ghé em là sẽ có xe để về mình đi ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.